Theo người dân, hạt mưa đá to bằng đầu ngón tay, màu trắng đục và tan nhanh khi rơi xuống mặt đường. Nhiều nhà dân hai bên đường nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn ròn như pháo nổ. Mưa đá đã diễn ra trong khoảng 5 phút và cũng chỉ xuất hiện cục bộ ở khu vực quận 12, quận Gò Vấp và huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi xuất hiện mưa đá, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh khá oi bức với nhiệt độ đo được tại trạm Tân Sơn Nhất xấp xỉ 37 độ C theo các chuyên gia khí tượng giai đoạn chuyển từ mùa khô sang mùa mưa tại nam bộ tạo điều kiện cho mưa đá hình thành đó là khi mây đối lưu phát triển lên tầng cao từ 6.000m trở lên, gặp phải nhiệt độ thấp, ngưng tụ thành dạng băng, rơi xuống tạo ra mưa đá. Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ đang vào thời điểm giao mùa nên mưa đá, rông lốc thường xảy ra sau những ngày nắng và tình trạng này hoàn toàn có thể lặp lại trong những ngày tới. Cũng trong chiều ngày hôm qua, cơn mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã làm nhiều nhà dân tại quận 12, quận Thủ Đức tốc mái. Rất may không có thương vong.